nay mình sẽ ở nhà bà ngoại. Hôm nay mình sẽ làm cá chiên lăn bột. Đây là rau. Còn đây là cá chiên lăn bột nè mấy bạn. Còn đây là bột. Đây là bột. Lúc hồi sáng ý phụ bà ngoại quậy nè. Rồi giờ mình bỏ cá vô. Mình bỏ cá vô gì nè. Xong rồi nó chiên lên nó thành một canh này nè mấy bạn. Chiên lên là nó xong rồi nó thành miếng bánh này nè, ngon chưa? Ngon chưa? Các bạn ăn thử một miếng đậu. Ý ăn thử đi, ý ăn chưa, ý nói là ngon lắm nè các bạn. Ý ăn đi. Không ngon, mấy bạn. Mấy cái ăn dưới nó nguội. Nè ngon ghê luôn. Mấy bạn ơi ngon ghê luôn. Hơi nóng quá nha. Dạ. Thôi mấy bạn ơi. Thì sao ăn đây? Cá này mình ăn kèm với rau, với bún là ngon lắm. Chi rau với bún thì ngon lắm đó các bạn. Ngon quá mấy bạn ơi. Đâu? Nè, con bún nè các bạn. Ăn kèm. Nè, đi ăn thử thôi. Thổi nha. Lấy cái ở dưới với nguội kia. Ngon không? Mấy bạn ơi, nó có thịt lắm mấy bạn. Này là cá bò á bạn ơi. Cá bò lăn bột nè, ăn kèm với rau nè, rau với bún nè, ngon chưa? Mấy bạn ăn cái này mấy bạn nhớ ăn rau vô nha. Ăn rau nó bổ dưỡng á. Vì mình sẽ xé một miếng rau để mình ăn cái thịt. Mấy bạn ơi, mình thích ăn rau lắm luôn á mấy bạn. Đây là cải salad nè. Cải salad mình sẽ xé một miếng đi bạn. Đây là cải salad nè mấy bạn. Thấy nó làm sao nè. Miếng bánh nè. Nè, bé ý. Gói vô với miếng bánh nè. Nè, con lấy tay con quậy cái sao bột. Con quậy bột này nè. Con quậy vô cái bé quậy đi, quậy thử cho mấy bạn coi. Con múc lên đây là cá với bột nè. Mình đã làm xong. Cá chiên bột mình đã làm xong rồi các bạn. Hay không? Bà ngoại ý đang chiên đằng kia kìa. Đó. Bây giờ gọi chiên tiếp nha. Gọi chiên tiếp đây. Cái gọi sẽ gần lại xíu. Nè, hấp dẫn chưa? Chiên lên cái màu đẹp dễ sợ. Con này lắc lửa rồi mà. Cá bò mình lóc xương ra mình bỏ nè, còn cái này là thịt. Bây giờ mình bỏ vô bột. Đây, bột chiên giòn á. Mấy bạn ơi, bây giờ nó đang nhàn kè luôn rồi á mấy bạn. Nhàn kè là nó sắp tiếng rồi á mấy bạn. Mấy bạn thấy ngon không mấy bạn? Thấy ngon ghê không mấy bạn? Đó là bà ngoại đang chiên á. Bà ngoại ý đang chiên cá chiên lên lăn bột. Mấy bạn thấy một vàng vàng không? Đó là nó sắp chín rồi không? Mình đi mua bột chiên giòn về mình đổ ra, mình đổ miếng nước vô mình quậy. Mình quậy 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 xong rồi nó nhuyễn rồi mình nấu ăn ngon nè, luôn. Chiên lên cái màu vàng đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Mấy bạn ơi quá đẹp luôn á. À, mấy cái đen đen này nó bị khét rồi á mẹ. Không, cái này là tiêu á. Tiêu. Tại bà ngoại bỏ tiêu vô. Tiêu vô cho nó thơm. Cho nó thơm. Mấy bạn ơi, nhớ lại đăng ký subscribe của mình nha. Sao? Ý nói đi, nói. Mấy bạn nhớ đăng ký và subscribe của kênh như ý channel nghe mấy bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Còn mấy cái mà dạo quá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mấy bạn sao vì cái video khác nha. Mấy bạn nhớ bấm nút màu đèn đỏ để có nhiều kênh YouTube hay nghe mấy bạn. Bye bye. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp lại nha.